Nhà bút thì chúng tôi quy chuẩn thu hái là một tôm ba lá, còn Trà Bắc là một tôm ba. Đó. Thì sản phẩm này thì sản xuất theo quy chuẩn an toàn, rất là ok về an toàn và cái vị trà đặc trưng đó. Thứ hai là dòng trà xanh truyền thống. Trà xanh truyền thống là cái sản phẩm cũng phải chia sẻ với các bạn là rất là phù hợp với những người các bác là công nhân này, với những người mà mình phổ thông thôi, mình dùng trà bình thường thôi, mình mong muốn những cái sản phẩm an toàn và sử dụng nó không màu mì, nó không độc hại, ok thì mình có thể lựa chọn cái dòng sản phẩm này. Thứ ba là dòng trà tươi đặc sản đó. Thì đây các bạn có thể xem trực tiếp cánh trà nhé. Nếu mà nói theo quy chuẩn ngày xưa ấy, cứ trà mà nó có cong cong hình móc câu thì gọi là móc câu, thì bây giờ thì chắc trà búp cũng được gọi là móc câu luôn. Bởi vì ngày xưa là quy chuẩn thu hái rồi chế biến chăm sóc nó cũng không được như bây giờ. Nhưng bây giờ thì là nếu mà mình nhận diện cánh trà ngon thì nó cũng cong cong giống như móc câu. Cho nên là nhiều bà con cứ hay hỏi chúng tôi là trà này có phải là trà móc câu không. Thì nếu mà mình định hình theo kiểu dạng là cong là móc câu thì cũng đúng. Nhưng nếu theo quy chuẩn thu hái về chế độ thâm chăm bón thì nó thuộc nhóm trà búp quý vị nhé. Đó. Thì như tôi nói ở trên, đấy là trà này thì nó phù hợp với hầu hết phần đa bà con sử dụng trà. Đó. Đảm bảo của chúng tôi là an toàn, chất lượng, không màu mì, không hương liệu, không hóa chất. Quý vị có quan tâm đến những dòng sản phẩm này thì chúng tôi đóng gói cố định là 500g với 2 thành đầu, và có thể lựa chọn là 200-500g với dòng trà tươi đặc sản. Quý vị quan tâm đến dòng trà búp thì có thể liên hệ trực tiếp đến Lan hoặc là nhắn tin chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho quý vị.